thầy nhận được chưa, đệ tử nào chưa thầy? Đệ tử gì thì cứ con cứ đến đi, đến thấy chùa có thêm người là con biết có người mở, đến hoài đi thấy À, nó uống cà phê ngày mấy cử rồi thầy không nghĩ được. sao thầy Giờ chứ? những cái trường hợp là ngồi lâu ở chùa không được rồi, ngồi đó khách khứa nghe khách này nói chuyện cái kia không được, ngồi đó nghe chuyện của thầy, nghe chuyện của khách, nó tấm của tôn trọng thầy và khách, mỗi cái câu chuyện của người khách ở nhà không được, ngồi kế bên không được, ngồi la cà nào sạc điện thoại rồi đi ra đi vô đói rồi xin ăn rồi cái thầy không cho cái nói thầy hiểm, nó tóm gọn không phải cái chỗ ăn nằm nằm dựa. Đến quán cà phê con uống xong đi, con cũng ngồi đó hết cà phê rồi con đi chứ đã để bàn ghế ta bán người khác nữa, con ngồi từ sáng tới chiều rồi ai buôn bán, con ngồi đâu ngồi từ sáng tới chiều họ lấy đồ họ cũng chổi chà họ quét con đi. Thì Ừ, chỗ người ta buôn bán mày ngồi ra mày để bàn mày để đâu à, túi xách rồi bánh mì rồi cơm mày dành hết cái bàn rồi sao người ta tiếp khách.